của tao đang mang tiền, xe của mày đừng để mất, tao mới chúc chị mày. Em bảo em rồi. Mẹ thằng này đó, mày đi cái gì đấy? Lùi học hết, vỡ xe tao, mày xuống đây, mày xuống đây. Mày nhìn tao hả anh? Mày lùi, mày học hết biết cùng xe tao rồi. Em ơi, lấy phẳng đi. Mày nhìn, cái đường này, mày cho mày lùi ở cái đường này à? Hả? Em chạm cái gì? Mày học móc hết cái xe tao ở đây. Không thông cảm gì hết. Bây giờ phải trả giá một tiền mặt. Thế mình anh em lên trên đây, anh em bảo lên trên đây này đúng hay sai? Hả? Tao lùi ra tí. Tao lấy tiền không đi đâu mày. Hôm nay trong của tao đang bao tiền, xe của mày đừng để mất xe tao mới chúc chị mày. Em bảo em gì đâu, ai chẳng biết đều là bán tải cả. Lùi vỡ hết cái xe rồi này. Thôi còn tí anh. Thôi em xin lỗi đi. Xin lỗi, không xin lỗi hết gì hết. Nhá, đừng quay ở đây. Không xin lỗi hết thì ông xem xử lý đây, bây giờ ông này làm chứng tôi này. Có tí cho mày, có tí rồi. Tí cái gì mà tí, ông lùi xe tôi mới hết cái à? Lấy bao lâu chưa? Lấy hôm qua. Ui trời, thế lấy hôm qua là mày đã lên con này mày đi rồi. Con này bao tiền? Con này mà em 260 thôi. 260 con này tự đâu 2.3 này đây này. Xong cảm cái gì nữa? Từ máy điện thật nhá.